Tiếp nối một những vấn đề quanh ta, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bình luận các tự đề đường lối ngoại giao hay nghệ thuật chém lén của tác giả Thảo Ngọc. Đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 1 tháng 12, mời quý vị cùng chia sẻ đường lối ngoại giao hay là nghệ thuật chém lén. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World năm 2021 tổ chức tại Puerto Rico, đảo lớn nhất trong các lãnh thổ hải ngoại của nước Mỹ vào tháng 11 vừa qua, trong phần thi tài năng, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đã đánh đàn từ rừng bài Cô gái vót chồng, một bản nhạc đặc trưng mang âm hưởng Tây Nguyên đàn thời đánh Mỹ, với các ca từ như mũi, mũi trong nhọn hoắc căm thù, xin thay quân cướp nào vô đây. Đồng thời, cũng trong thời gian trên, nước Mỹ công bố viện trợ thêm 2 triệu liều vaccine cho Việt Nam, nâng tổng số liều Mỹ tặng các mốc 20 triệu liều việc hoa hậu đăng quang năm ngoái đã rất ngạo nghệ khi trình diễn tiết mục chống mỹ ở ngay trên lãnh thổ mỹ đã nói lên bao vấn đề một là não trạng chiến tranh đang rất đậm đặc trong giới lãnh đạo việt nam trong cuộc chiến chống cúng tàu vừa qua não trạng chiến tranh in dấu rõ nét nhất đầu tiên là coi việc chống dịch như chống giặc đưa hàng chục vạn quân vào thành hồ với các trang thiết bị vũ khí hiện đại với tuyên bố rằng đây là một trận đánh không thắng không về nhưng sau đó ông thầm lặng lẽ rút quân mà không tuyên bố kết thúc chiến dịch thắng lợi oanh liệt như thế nào. Tiếp đến là xây dựng mỗi phương xã là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ. Tiếp theo là mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục là một pháo đài chống dịch, mỗi giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh viên là một chiến sĩ. Kết quả là pháo đài cũng vỡ toàn, chiến sĩ cũng nhiễm Covid và nhiều người chết. Hai là sự vô ơn của kẻ chuyên đi ăn xin. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thời gian ở New York đã gặp gỡ hơn 30 nguyên thủ các nước, cùng với gần 50 tập đoàn hàng đầu thế giới để xin vaccine. Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với lãnh đạo 22 nước và 10 tổ chức quốc tế liên tục đề nghị WHO, COVAX, AstraZeneca, Pfizer đã nhanh tiến độ giao vaccine như đã thỏa thuận. Chú ý câu này, Mỹ cam kết viện trợ một lượng số lượng lớn vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Nghĩa là vì Việt Nam tham gia cơ chế COVAX nên Mỹ có trách nhiệm viện trợ chứ không phải từ lòng nhân đạo. Còn Việt Nam mua vaccine to cộng chất lượng kém với giá trên trời thì chỉ với bản hợp đồng mua bán, chết ai nấy chịu. Vụ 4 người tại Thanh Hóa tử vong do tiêm vaccine tạo được chứng minh điều đó, ngoài ra Mỹ cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26.7 triệu Mỹ Kim giúp Việt Nam phòng chống dịch. Mỹ còn viện trợ cho Việt Nam 111 tủ lạnh âm sâu dùng trong y tế do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho chính phủ Việt Nam với tổng giá trị khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Thứ ba là ngoại giao chém lén. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, Mỹ đã bình thường hóa quan hệ với Việt Nam từ năm 95. Hai bên đều khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Nhưng trong 26 năm qua, Việt Nam đã biết bao lần âm thầm thực hiện đường lối ngoại giao thiếu thân thiện, theo kiểu dạ trước mặt, trạc cực sau lưng. Hay nói cách khác đó là chém lén. Một câu nói vớ vẩn mà đòi phân hóa nội bộ nước Mỹ. Ngày 2 tháng 11 của năm 2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị Việt Kiều tại Hà Nội rằng tại Hội đồng Liên Hợp Quốc vừa rồi kỳ họp 64, tôi hoan nghênh ông Obama vì ông ấy tuyên bố ông sẽ đóng cửa nhà tù Guantanamo. Tôi chúc ông phải, tôi chúc ông phải nỗ lực để thực hiện cho rằng cho bằng được cái này. Tôi nói mà tôi nhìn Obama mà tôi thấy ông ấy cũng chăm chú lắm đó. Như thế là mình vừa động viên ông Obama nhưng mình vừa phân hóa cái nội bộ của ông. Hết trích. Tháng 7 của năm 2014, nguyên bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị đi thăm Mỹ và gặp thượng nghị sĩ John McCain. Ông Nghị đã tặng McCain bức ảnh chụp tấm bia bên hộp trúc bạch nơi máy bay, bay ông bị bắn rơi vào ngày 26 tháng 10 của năm 67. Trong khi ông McCain là người rất tích cực và góp công lớn trong việc nối lại ngoại bang, ban giao giữa hai nước Việt Mỹ sau bao nhiêu trắc trở, Trở lại việc Đỗ Thị Hà đánh đàn bài kích động hận thù trên đất Mỹ sau sự cố này, Nguyệt Đỗ Thị Hà chứng chịu cơn mưa gạch đá tơi bời và cô đã đóng trang Facebook cá nhân. Có người đề nghị tặng Đỗ Thị Hà với màn trình diễn đàn từ rừng hóa hậu không thân thiện. Trong khi đó, tối ngày 5 tháng 3 của năm 2018, ban nhạc hạm đội 7 của Hải quân Mỹ trình diễn bài nối vòng tay lớn với người dân Đà Nẵng, nơi đơn vị thủ quân lục chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8 tháng 3 của năm 65 nhằm góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước. Có thể nói người Mỹ không hiểu lời bài hát cô gái vót trong như thế nào, nhưng qua việc cho cô Đỗ Thị Hà đàn bài này đã ngầm thông báo cho Mỹ chủ trương đối ngoại của Việt Nam với Mỹ, cũng như vào những dịp 30 tháng 4 hàng năm. Người ta vẫn tổ chức ăn mừng rầm rộ với băng rôn khẩu hiệu đầy đường, cùng với những bài diễn văn sặc mười máu và kích động hận thù. Vì vậy, đừng có mơ Cộng sản Việt Nam trung thực và tử tế trong chính sách đối ngoại với Mỹ.